Nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương dừng thực hiện ba tại chỗ. Nhiều doanh nghiệp ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương sẽ ngừng sản xuất theo phương án ba tại chỗ vì có công nhân mắc COVID-19. Ngày 28 tháng 7, ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên cho biết, sau khi địa phương quyết định giãn cách theo chỉ thị 16, có khoảng 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn gửi đăng ký thực hiện phương án ba tại chỗ để tiếp tục duy trì sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên đến nay, do tình hình diễn biến phức tạp, nhiều người mắc COVID-19 được phát hiện trong doanh nghiệp thực hiện phương án ba tại chỗ, doanh nghiệp thiếu hụt nguyên vật liệu để sản xuất trên địa bàn. Do đó, một số doanh nghiệp muốn dừng hoạt động sản xuất ba tại chỗ, ông Tươi cho biết. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Uyên đề nghị các doanh nghiệp muốn dừng hoạt động sản xuất theo phương án ba tại chỗ phải tổ chức xét nghiệm cho tất cả người lao động trước khi họ ngừng việc trở về nơi cư trú, nhà trọ tại địa phương. Đồng thời, những công nhân này phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Theo thống kê từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, tính đến ngày 25 tháng 7, toàn tỉnh có 3.701 doanh nghiệp, cả trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn, đăng ký thực hiện phương án sản xuất 3 tại chỗ và một cung đường 2 địa điểm. Ngày 27 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo tăng cường các biện pháp trong thực hiện giãn cách xã hội, giảm mật độ lưu thông của người và phương tiện. Theo đó, người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương không được ra đường, các cửa hàng và cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, ngưng hoạt động trong thời gian từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, thực hiện từ 28 tháng 7. Giao Liên đoàn Lao động tỉnh giao phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án tổ chức đưa công nhân lao động có nhu cầu về quê, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định phòng chống dịch của tỉnh Bình Dương và các địa phương liên quan. Tính từ đợt dịch thứ tư đến 27 tháng 7, Bình Dương ghi nhận 8.909 người mắc COVID-19, 702 bệnh nhân khỏi bệnh và 47 bệnh nhân tử vong. Toàn tỉnh đang phong tỏa 931 khu vực với 157.504 người, 116 điểm cách ly tập trung với 18.884 người đang cách ly và 286 F1 cách ly tại nhà. Hiện tỉnh có 12 khu điều trị bệnh nhân COVID-19 với 4.803 bệnh nhân đang điều trị. Các bệnh nhân mới phát hiện được điều phối sang các khu điều trị và một số F0 không triệu chứng vẫn còn cách ly tại các khu cách ly tạm thời.